Thì khi mà chúng ta chiếu đèn cho trẻ thì tại sao hết đèn da các bạn? Thì khi mà chúng ta chiếu đèn thì bilirubin nó được tạo ra hai sản phẩm. Một là sản phẩm oxy hóa được đào thải qua thận. Hai là sản phẩm botoisomer. Thì cái sản phẩm này còn gọi là đồng phân quang học. Nó tương tự với bilirubin quang học. Ha. Tức là khi mà chúng ta chiếu đèn thì dưới tác dụng của ánh sáng đèn nó làm cho bilirubin gián tiếp tạo thành hai sản phẩm. Một là sản phẩm oxy hóa được đào thải qua thận. Hai là cái sản phẩm đó là photoisomer. Thì cái photoisomer này nó tương đương hay nó tương tự giống như là cái bilirubin trực tiếp ha, giống như là cái bilirubin liên hợp. Nó chuyển về bilirubin liên hợp thì nó bắt đầu nó sẽ chuyển hóa được ha các bạn. Thì nó sẽ hết vàng da. Thì chúng ta ngưng chiếu đèn khi nào? Chúng ta ngưng chiếu đèn khi bilirubin dưới ngưỡng chiếu đèn là 4 mg/trăm. Thì lúc này chúng ta sẽ ngưng chiếu đèn cho trẻ.